Được biết sau hơn 30 năm vất vả làm ăn và biết tiết kiệm đúng cách, nên việc làm ăn của gia đình bà Trần Ngọc Lượm ngày càng đi lên, cuộc sống vì thế cũng dần trở nên ổn định. Chính vì sự đồng cảm mà bà Lượm đã cùng gia đình giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thuận và thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Chiếc cầu Tứ Thuận bắc ngang sông Sóc Xoài Ba Thê này là công trình đầu tiên mà bà Trần Ngọc Lượm cùng gia đình vận động xây dựng cho người dân tại địa phương. Bà cho biết vì hàng ngày phải chứng kiến cảnh học sinh đi đò ngang sông Sóc Xoài Ba Thê để đến trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nên năm 2007, gia đình bà Lượm đã xin ý kiến của chính quyền địa phương xây dựng cây cầu Tứ Thuận với tổng kinh phí hơn 240 triệu đồng. Trong đó, gia đình bà ủng hộ 120 triệu đồng. Số còn lại bà vận động nhân dân, các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ thêm. Được biết đây là cây cầu đầu tiên bắc qua con sông Sóc Xoài Ba Thê, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương buôn bán của bà con nhân dân và đặc biệt là các em học sinh có thể đến trường một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Từ cây cầu Tứ Thuận đến nay, bà Trần Ngọc Lượm đã liên tục bỏ công sức và tiền của để xây mới hàng loạt chiếc cầu bê tông thay thế cho các cây cầu gỗ đã xuống cấp, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện. Ngoài ra, trong nhiều lần đi vận động kinh phí xây cầu, bà Lượm còn xây mới nhà cho các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, tránh được cảnh mưa dầm nắng cháy để họ tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhà thì cũng sạch, rồi nhờ cũng cô Năm giúp đỡ được cái nhà, tôi cũng mừng lắm, cũng cảm ơn cô Năm nhiều dữ lắm. Đặc biệt bên cạnh việc xây dựng cầu giao thông nông thôn, cất nhà cho các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, bà Trần Ngọc Lượm còn cùng chính quyền xã Mỹ Thuận và thị trấn Sóc Sơn thống kê số cụ già sống neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo để trao sổ vàng nhân ái. Một việc làm mà trước đây trên địa bàn huyện Hòn Đất chưa ai thực hiện được. Cứ đều đặn hàng tháng, bà Trần Ngọc Lượm đều gửi số tiền 100.000 đồng cho mỗi cụ già thuộc diện neo đơn khó khăn để góp một phần công sức chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất cũng như động viên về tinh thần để các cụ có thể sống vui, sống khỏe và đỡ một phần gánh nặng tài chính cho con cháu. Chúc các cụ đỡ mặc cảm, tự ti vì tuổi tác, sức khỏe của mình. Vì tôi có hai mẹ con à, mà con tôi nó, tôi thì cũng già quá rồi, vì con tôi nó đi mặn mà nó cũng 60, con cũng 60 mấy tuổi rồi. Đó, dù những nhờ cô Năm giúp đỡ hàng tháng vậy đó. Hãy bệnh ít thì được ăn uống nó thông thả, còn bệnh nó nhiều thì thất thường. Đó, thì cũng một tháng đã hết tháng cũng lấy cô Năm cho. Cũng cảm ơn cô Năm, cầu chúc cho cô Năm mạnh giỏi, làm mà đi đứng lo cho mấy người già, chứ không phải riêng là mình nên tôi, là cũng tất cả nhiều người già như tôi. Vào các dịp lễ Tết, bà Trần Ngọc Lượm còn mua quà để tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, để bà con thấy được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của cộng đồng, giúp bà con có cái Tết đủ đầy hơn, đầm ấm hơn. Ngoài ra, vào các dịp trữ thường, bà Lượm còn tặng cặp, quần áo mới và các dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, động viên tinh thần cho các em. Cái chương trình của tôi làm vậy, một cầu, hai cất nhà, ba là cấp sổ vàng nhân đạo cho những già, người già neo đơn, bốn nữa là cho các em học sinh cơ nhở gặp nhiều khó khăn, tôi sẽ ủng hộ và tập vở hay và cùng giúp đỡ cho gạo hay là những cái thức vật chất. Thì trong mấy điều đó tôi cũng làm bao nhiêu năm nay, tôi cũng mong rằng các mạnh thường quân nếu ai mà có khả năng thì cùng tôi để gánh vác giúp ích cho xã hội. Trong suốt nhiều năm qua, bà Lượm cùng gia đình vận động và đứng ra xây dựng được 18 cây cầu bê tông lớn nhỏ để thay thế cho những cây cầu gỗ đã xuống cấp, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện và an toàn hơn. Sửa chữa và cất mới được 89 căn nhà để giúp các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, có căn nhà kiên cố tránh mưa, tránh nắng, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Tặng 147 sổ vàng nhân đạo cho các cụ già neo đơn gặp khó khăn trong cuộc sống. Tặng 10 tấn gạo và nhiều phần quà giá trị khác vào các dịp lễ Tết với tổng giá trị lên đến gần 1,5 tỷ đồng. Và một điều đặc biệt mà bà Trần Ngọc Lượm làm được là đã mua mảnh đất có diện tích 2.000 m2 làm nghĩa trang nhân dân cho xã Mỹ Thuận, giúp xã Mỹ Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Chị đã có cái tâm từ thiện, chị đã đóng góp cho là xã hội rất nhiều cái mô hình khác nhau. Chị là cất nhà, rồi chị làm đường, chị làm cầu, chị giúp những em học sinh là có những cái hoàn cảnh khó khăn. Và hiện nay là chị là làm mạnh nhất là coi như là cất nhà là từ thiện cho những người già neo đơn có những cái hoàn cảnh khó khăn. Và ngoài ra là chị còn những người già neo đơn, chị còn là phát phiếu sổ vàng để coi như là mỗi tháng là những người này lớn tuổi này là đến nhà chị để nhận quà bằng tiền. Rồi ngoài ra là chị còn giúp làm cầu, làm đường rất là đa dạng. Là cái công đóng góp từ thiện của chị là rất là tiêu biểu. Khi được hỏi về việc gắn bó với công tác từ thiện trong suốt nhiều năm nay, bà Trần Ngọc Lượng vui vẻ cho biết chẳng có nguyên nhân gì sâu xa, mà chỉ vì muốn phát huy truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no của dân tộc Việt Nam. Với nhiều thành tích đạt được trong những năm qua, bà Trần Ngọc Lượng đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện về những đóng góp của mình cho xã hội.